người biểu tình Ukraine tuyên bố tiếp tục tranh đấu cho tương lai con cháu. Tin từ Kiev, người biểu tình tại thủ đô Kiev tuyên bố là sẽ tiếp tục xuống đường vì tương lai của con cháu. Gần 3 tuần qua, đối lập đã xuống đường biểu tình, đóng trại tại quảng trường độc lập sau khi chính phủ đã từ bỏ ký kết hiệp ước liên kết với Liên Âu và tìm cách củng cố lại mối quan hệ với Nga. Ngày hôm qua, thì các nhà lãnh đạo đối lập Ukraine đã bắt đầu đàm phán với Tổng thống Viktor Yanukovych để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, và được biết là Tổng thống Yanukovych đã nhượng bộ nhiều điểm với hy vọng là sẽ dập tắt được cuộc khủng hoảng. Một cuộc biểu tình lớn hy vọng sẽ diễn ra vào ngày mai. Hàng ngàn người đang đóng trại tại quảng trường độc lập. Hiện có khoảng 70.000 người từ các vùng miền Tây đang trên đường đi về thủ đô Kiev. Tổng thống Yanukovych đã nhượng bộ áp lực cộng đồng quốc tế mời đối lập đàm phán, nhưng các nhà lãnh đạo đối lập Ukraine tuyên bố là sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới khi nào Tổng thống Viktor Yanukovych và chính phủ ông ta từ chức, trả tự do cho tù nhân chính trị và trừng phạt cảnh sát đã đánh người biểu tình. Đệ nhất phó thủ tướng Shahir Abuzov đã lãnh đạo một phái đoàn cao cấp tới Brussels để thương lượng với Liên Âu viện trợ nhiều tỷ euros để ký hiệp ước. Thủ tướng Mykola Azarov đã nói trong ngày thứ Tư là Ukraine cần phải được Liên Âu giúp ít nhất là 20 tỷ euros. Đồng hryvnia đã xuống giá tới mức thấp nhất trong thời gian 4 năm vì khủng hoảng chính trị. Các nhà đầu tư lo sợ là nếu không có tiền đến từ bên ngoài, Ukraine sẽ không thể trả 7 tỷ Mỹ Kim tiền nợ đáo hạn vào năm tới và không thể trả tiền mua dầu khí của Nga. Ukraine hiện ở trong tình trạng khủng hoảng tài chính trong lúc hàng ngàn người xuống đường tiếp tục biểu tình. IMF nói rằng họ sẵn sàng giúp Ukraine nhưng không thể trao tiền nếu Ukraine không ký những điều kiện cắt giảm ngân sách cứng rắn, uyển chuyển giá hối đoái và tăng dần dần giá tiêu thụ năng lượng. Những người tới quảng trường độc lập nói rằng họ sẽ tiếp tục tranh đấu vì tương lai con cháu.